Thiên Long Tinh bên trên cường giả rất nhiều, chúng ta tùy tiện đi tới không phải giúp hắn ngược lại sẽ là hại hắn. Hắn có thể tại Thiên Long Tinh bên trên quang minh chính đại độ kiếp, nói rõ thân phận của hắn cũng không có bị phát hiện. Hiện tại chúng ta đi mới là phiền toái. Nếu như hắn thật sự đến sinh tử tuần vòng thời điểm, nhất định sẽ thông qua ta choán đồ vật kêu gọi chúng ta. Hiện tại chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cô Nguyên Na vội vàng mà nói, có thể ta muốn đem Long Thần Hạch Tâm cho hắn. Điều Phụ lần lắc đầu nói, không được ta cảm ngộ qua người cái kia Long Thần Hạch Tâm, trong đó năng lượng ẩn chứa ngay cả chúng ta đã không khống chế được. Chứ đừng nói chi là bây giờ còn chưa có thành tiệu thần chức đó là hắn. Mặc dù hắn có khả năng thành tiệu chân chính Long Thần Huyết Mạch, nhưng dù sao đó là muốn tại trong thành thần về sau, thật muốn dùng Long Thần Hạch Tâm, vẫn thì cần đợi đến hắn tương lai chân chính thành tiệu Long Thần, đột phá thần vương cấp thời điểm đó chỉ sợ mới được. Hiện tại ta thì đang mạo muội cho hắn long thần hạch tâm nguy hiểm sẽ càng lớn một khi thân thể của hắn không chịu nổi chúng ta thì tương đương với là hại hắn cái kia cứ như vậy nhìn xem người làm sao nhẫn tâm như vậy cô nguyên na cả giận nói nước mắt theo hai gò má chảy xuôi mà xuống ta liều con trai của ta như vậy đường vội lân khóe miệng cò giật một thoáng nói ra ta còn sống như có con trai thứ hai giống như vậy có điều lúc này hắn cũng không dám kích thích cổ nguyệt na chặn lại nói đừng lo lắng hiền vũ tích lũy vô cùng là thâm hậu xem cái hướng kia hắn là chúng ta trước đó cảm thụ qua thăng long đài vị trí nó một cái khác long tộc hẳn là đồng ý cho hắn tại thăng long đài độ kiếp rồi hiền vũ nói qua cái chỗ kia là có lợi nhất với hắn độ kiếp đứa nhỏ này thông minh trầm ổn hắn nếu như lựa chọn hiện ta Đồ Kiếp mà lại trước đó cũng không có liên hệ chúng ta, hay là có nắm chắc chúng ta phải tin tưởng hắn cô nguyệt na lúc này nhìn hắn chằm chằm đột nhiên thì hùng hằng đạp hắn một cước H lộ hử một tiếng khẩn trương nhìn về phía ngoài cửa sổ lại không tiếp tục nói muốn đi thiên long Tinh. điều phụ lân bị đau lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào đông sang hướng về cửa sổ nhìn ra ngoài nhi tiểu đồ kiếp hắn sao có thể không lo lắng đây hắn tu luyện để đã trải qua vô số lần kiếp nạn mới từng bước một đi cho tối ngày hôm nay cho đến ngày nay trong thân thể còn có một quả bom hẹn giờ không biết lúc nào sẽ xảy ra vấn đề đây càng là khắc sâu hiểu rõ mỗi một, một lần đột phá khó khăn hiên Vũ đột phá vấn đề lớn nhất ngay tại ở chỗ Có thể hay không đang tại đem hai loại huyết mạch xung hợp một lần Một khi thất bại hậu quả không dám tưởng tượng Nếu chỉ là thật sự đến loại tình huống đó Không thể nói trước Bọn hắn nhất định là phải không tiếc hết thảy đi cứu chữa Dùng long thần hạch tâm đi nếm thử cứu viện hiện tại thì hắn chỉ có thể dựa vào chính mình đi đợt phá đi hoàn thành cái này gian nàn nhất quá trình lặng yên đi đến cổ nguyệt na sau lưng đường vỗ lân cẩn thận sang hai cánh tay đưa nàng cái kia kéo căng thân thể ôm vào ngực của mình cổ nguyệt na bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn thấy lại là một đôi ôn nhu đôi mắt không có việc gì người hiền tự có thiên tướng nhi tử nhất định không có việc gì nếu quả như thật sự xảy ra nguy hiểm chúng ta trước tiên liền có thể cảm giác được nếu thật sự đến loại kia thời điểm chúng ta một nhà ba người liền đồng sinh cộng tử đi cô nguyên na vốn định theo cho ngực của hắn thoát khỏi có thể nghe hắn không biết vì cái gì lòng của nàng một thoáng liền mềm nhũn ngực của hắn là như vậy ấm áp đầy sóng bị hắn ôm vào trong ngực cảm giác thật sự đặc biệt dễ chịu an ổn Liên nội tâm hấp tấp giống như cũng hạ thấp mấy phần đường vỗ lân hai tay phòng lấy nàng để cho nàng xúc vào ngực của mình nghe nàng tóc mái ở giữa mùi thơm nhàn nhạt, nhạt, trong lúc nhất thời ở trong lòng không khỏi trăm mối cảm xúc ngột ngang cuối cùng lại có thể ôm nàng Nhi tử, nhi tử chính người cố gắng lên. Màu sắc rực rỡ bầu trời thật sự là quá hùng vĩ, thất thải lao nhanh, ánh châm lấp lánh cho dù là tại ở ngoài ngàn xăm cũng có thể thấy này cái này trắng lệ một màn. To lớn thất thải màn trời đen, to lớn thăng long thành cơ hồ là hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Hết thảy chủng tộc dân chúng đều có một loại toàn thân cứng đờ, bị cưỡng ép áp bách ở trên mặt đất cảm giác. Chỉ có thần công cấp cấp độ trở lên trên cường xả mới có thể rời đi chỗ ở, đi tới tìm trước mặt một màn thần kỳ này. Có ta, tộc tại trong thăng long đài đỗ kiếp, không được bối rối, riêng phần của mình quý vị, cấm chỉ bày lượn. Thượng Quang Long kỵ sĩ trùng trí xương lúc này âm thanh tại trong thăng long thành vùng trời bồi hồi. Nhưng, và những cái kia vốn chỉ là muốn bay lên trên không đi thăm sò xem một phen thần cấm cấp các cường xả tập lức lên là an tĩnh trở lại em đây là ai tại đồ kiếp tại sao có thể có như thế thật lớn nhanh vậy Tin tức như vậy là căn bản là không có cách phong tỏa, cơ hồ là tại trong thời gian rất ngắn, toàn bộ thiên long tính đều bởi vì thằng long thành vùng trời này thất thải lồi hại mà kinh ngạc. La miền Vũ ngửa đầu nhìn lên trên trời, chân thân đã bị hoàn toàn chiếu sọ thành bảy màu. Hắn kỳ thật rất là muốn hỏi, vì sao ta không có tứ sắc lôi kiếp, làm sao vừa lên trên tới liền là bảy sắc, đây có phải hay không là đối với mình quá chiếu cố. Phải biết ban đầu ở học viện xử lý khác, cái vị kỳ học tỷ cũng là một đời thiên kiêu, cũng chỉ là đến cuối cùng, mới tới như vậy một cái là thất thải thiền địa kiếp. Chính mình cái này vừa lên trên tớ liền đá thiền địa kiếp, hơn nữa nhìn bên trên, đây là một đạo là có thể giải quyết sao, cái kia đầy trời lô đính, không thể đếm hết, khí tức hủy diệt phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới phá hủy. Có điều nó làm sao còn không rơi xuống tới. lam yên vũ cũng chờ 10 phút đồng hồ. Bên trên bầu trời thất thải lôi hải. chẳng qua là nguyên lai like càng xây đặc hơn. Lại từ đầu đến cuối cũng không có hắn. Nói thật chờ đợi mới là lớn nhất xảy vò ấm ấm la miên vũ chấn động trong lóng trên bầu trời thất thải quang mang bắt đầu xuất hiện biến hóa cái kia to lớn thất thải lôi hải cũng đã bắt đầu dùng thăng long đài phương hướng làm trung tâm chậm rãi xoay quanh dâng lên từng đào thất thải lôi đến trên không trung tung hoành bay lượn la miên vũ trong cơ thể hai cái hình sông làng lương cũng đã bắt đầu kịch liệt xô trào làm ăn trên xa bắt đầu hiện xa là màu vàng kim cùng với bảy màu bạc không ổn định lập lòe muốn tới là miền vụ ánh mắt ngường tụ nỗ lực điều động chính mình huyết mạch chi lực nhưng hắn phát hiện mình bây giờ rất bất đắc dĩ bởi vì nguyên bản một thân bảy sự tự như là hoàn toàn biến mất giống nhau hoặc là nói là hoàn toàn đều dung hợp đến cái kia kim ngân sòng lòng bên trong đi khiến cho hắn căn bản là vô pháp điều động lực lượng cái này làm sao đối kháng lôi kiếp đây Đúng vào lúc này, trên không thất thải Vòng xoáy cuối cùng hình thành một đường to lớn sấm chớp từ trên trời sáng xuống, cơ hồ là trong khoảng khắc, liền đem thăng long đái hoàn toàn phủ lên trên ở bên trong. Uynh một tiếng, lô đình trong nháy mắt đó đem làm hiền phú lút hết. Trong khoảng khắc, hắn chỉ cảm giác sáng mình đầu óc trống sống, điên cuồng năng lực theo bốn phương tam hướng xuất vào trong thân thể của mình. Trong cơ thể kim ngân song sắc này, năng lượng cũng đã trong nháy mắt xào động. Thân thể của hắn không tự chủ được, cứ như vậy theo thăng long đài bên trên lơ lửng xâm xét lực lượng xuyên vào thân thể điên cuồng bừa bãi tàn phá lấy nhưng kỳ dị ở đây là hắn cũng không có cảm nhận được khống khổ đang tương phản cái này lô đình vào trong cơ thể về sau hắn ngược lại là cảm giác sáng minh ở trong cơ thể lao nhanh kim ngân song sắc này năng lượng ổn định sau một thoáng tương đối mà nói thật sự thoải mái đây đã là chuyện gì xảy ra? Thiên địa kiếp khẳng định là muốn so với chính mình quang ám thần lui càng thêm cuồng mãnh năng lực. Làm sao lại không thống khổ đây? cảm giác bên trên cái này thiên địa kiếp lôi kiếp là như thế nào hùng hãn liên thự quang lòng kỹ sĩ đều tràn đầy lo lắng có thể là khi chúng nó truy vào trong thân thể của mình về sau mạnh thì có mạnh rồi nhưng xấu như lại là ở trong cơ thể của mình không ngừng vận hành bị chính mình thân thể hấp thu chuẩn xác mà nói là bị cái kia hai đầu lòng đang hấp thu chính mình cũng không có gì không thoải mái cảm thụ Thế này cũng được, là mình phụ có chút mộng Hắn cái này dù sao là lần đầu tiên đổ kiếp Hắn đổ kiếp này tình huống cũng không có bất kỳ cái gì tham chiếu Có thể là tại trong ấn tượng của hắn Đổ kiếp không đến hẳn là rất chuyện đau khổ sao Làm sao hiện tại hắn lại một chút cũng không có cảm thấy thống khổ ấm ấm kịch liệt tiếng nổ vang xèn vang lên trên lần nữa lại là một đường to lớn lô đình từ trên trời sáng xuống lôi hải trong nước xoáy lô đình lao nhánh như cự lòng hạ xuống to lớn thăng long đái đều tại tùy theo đó xuân sấy một màn này khiến cho thăng long thành còn có thể thấy dân chúng không khỏi là kinh hồn tán đảm khủng bố như thế lôi kiếp thật sự là sinh vật có thể thừa nhận được sao đến thuật cống là ai tại trong thăng long đái bên trên tiếp nhận tất cả những thứ này Này sẽ không bị đánh biến thành cho bụi chứ Thưa Quang Long, kỹ sĩ trùng trí xương lúc này cũng đã sở trên mặt đất, hắn cũng không có bay lên trên không trung. Trên không cái kia trong lối kiếm chỗ năng lực ẩn chứa khó có thể tưởng tượng khổng lồ. Nếu chỉ là thủ đến chính mình khi thế dẫn dắt, tăng cường đến nhắm vào trong chính mình trình độ, chỉ sao toàn bộ thằng Long Thánh đều muốn bị hủy diệt. Hắn thủ hộ tại đây bên trong, còn có thủ hộ thằng Long thành tác súng. không bố như vậy lối kiếp, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Năm đó vô luận là hắn hay là thiền long thủ tọa cũng đèo không có trải qua sang này lối kiếp cấp độ. Đúng vào lúc này, nơi xa một đạo thân ảnh phi tốc tới, màu xanh sẫm bóng mờ trên không trung này xuyên qua, rất mau tới đến bên cạnh hắn. Đại ca, làm đủ kiếp rối, làm sao đột nhiên như vậy? Tới không là người khác, chỉ là làm miền vũ người phát hiện, cũng là người thứ nhất tán thành hắc lòng kỵ sĩ, mặc khủng lòng kỵ sĩ là lan. Trung Trí Sương tự nhiên là trước tiên liền thông trì La Lan La Lan chạy tới quá trình bên trong Liền đã thấy trên bầu trời giống như là ngày tận thế tới khủng bố Trong lòng kinh hái đồng thời xa tốc đến đây Trung Trí Sương lông mày nhíu chặt nói Vô cùng đột nhiên đứa nhỏ này tại trong thiên long tinh xá ở bên trong bế quan Hẳn là cảm ngộ bát tí thần ma tổng hủy diệt khí tức Cùng với thiền dưỡng tinh thạch bên trong sáng tạo lực lượng, lượng Bế quan phía dưới có ngộ hiểu Bế quan đem muốn lúc kết thúc Đột nhiên liền đứng trước độ kiếp rồi Dạng này lừa kiếp quả thực là chưa từng nghe thấy trực tiếp liền là thiên địa đại kiếp mà lại khủng bố như vậy còn như là chúng ta ở phía trên chỉ sợ cũng chưa hẳn chịu được lần này thật sự có chút phiền toái có thể giúp nào không? La Lan hỏi Chung Chi Sương lúc này lắc đầu.